Rồi, hello, xin chào bà con, chào đại gia đình ố là lá la, ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng nha. Sáng hôm nay Sơn Sàm sẽ cập nhật cho tất cả quý vị chúng ta một vài thông tin nóng liên quan đến drama của CEO Nguyễn Phương Hằng. Thông tin thứ nhất đó chính là bà thím dịch sim. Đó, bà thím dịch sim ở trong cái đoạn clip của CEO Nguyễn Phương Hằng nha. Một nguồn tin bên lề, một nguồn tin sát bên lề báo lại rằng là bà thím này đã lên ông giáo làm việc hơn một tuần trước. Và khi đi có mang theo tư trang quần áo lượt chạy đầu đồ các kiểu nha. Đúng như Sơn Sàm dự đoán. Thấy không quý vị, đúng như Sơn Sàm dự đoán nha. Kể từ sau cái ngày 20 tháng 10 đó, chưa xuất hiện bất kỳ một cái hình ảnh mới nào về bà thím này. Những cái kênh YouTube nó xuống nó quay, nó nói xàm, nó nhảm nha. Đó, nó nói là bà này là đáng thương, là nghèo khổ, là đầu óc không ổn định, đồ tất cả là những cái lời tụi nó bịa ra. Không có một cái thông tin chính xác nào. Và hiện tại Sơn Sàm được biết bà thím này đang được bảo mật rất là kỹ. Rồi, thông tin thứ hai là một vài kênh YouTube đã có dấu hiệu ngừng, đó, ngừng tấn công bà Hằng. Đó, tụi nó đưa ra rất là nhiều lý do đó để nó ngừng. Đó, và cái lý do mà cuối cùng tụi nó nhắc đến là cái thôi bây giờ có gì là phải để chờ đợi kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. Hôm nay Sơn Sàm sẽ dẫn ra một cái kênh, đó là kênh của anh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng nha quý vị. Đó, cái tay này cũng mới ra một cái clip tuyên bố là sẽ ngừng không công kích bà Hằng nữa. Đó, với nhiều lý do đó, nhưng mà cái cách mà tên này nó ngừng á đó cũng rất là khốn nạn nha quý vị. Đó, nó ngừng xong á là nó nói là thôi bây giờ nó không muốn chấp, là tại vì bà Hằng bị bệnh, bà Hằng bị hoang tưởng. Đó, tôi nghe cái câu đó mà tôi rất là điên đó. Thì nó dẫn dắt dư luận quý vị. Mở đầu cái clip thì cái tay Hoàng Duy Hùng này nó nói là sáng hôm nay vợ nó có nói nha, vợ nó có nói anh ơi bây giờ sao sao, là nó ý nó muốn nói là nó ngừng là vì vợ nó nha, khuyên nó nói là bây giờ anh ơi, anh thấy là anh tấn công bà Hằng anh được cái gì, anh có phải là anh tấn công bà Hằng là vì anh bảo vệ sư Minh Tuệ hay không. Đó, thì nó trả lời lại là ông Minh Tuệ ông tu thì ông đâu cần ai bảo vệ. Đó, nó tấn công bà Hằng là tại vì đó, nó cứ nói hoài là một chiếc container nó đang lao dốc, là tôi muốn là cản cái chiếc container đó lại rồi các kiểu. Luận điệu của nó là quý vị biết rồi, không nên nghe nha. Đó, rồi nó vẫn như thường ngày, nó vẫn nói là nó muốn tốt cho bà Hằng, nó muốn tốt cho người dân, nó muốn tốt cho đất nước này, không muốn bà Hằng làm cái này làm cái kia ha. À, nhưng mà cuối cùng nó chốt lại một câu là gì, nó tham khảo ý kiến của vợ, tham khảo ý kiến của một người anh, rồi nó ngưng là tại vì có nhiều người gửi cái clip cho nó nói là bà Hằng á là bị người ta cho uống thuốc đó, bị uống thuốc cho nên đầu óc bây giờ không tỉnh táo, rồi phát ngôn lung tung, bị hoang tưởng, bị loạn tưởng này nọ. Đó, cho nên nó không muốn hơn thua với một người đầu óc không tỉnh táo. Bà xã tôi nói có cần nữa đâu, người ta nói đầy rồi, có cần anh nói nữa không? Anh hãy hiểu mục đích của anh là gì. Anh có phải là ăn thua đủ với bà Nguyễn Phương Hằng, muốn bà ấy đi tù, hay anh nói là anh là giúp cho bà ấy bớt bị trượt mệnh? Thì tới giờ phút này là bớt lắm rồi. Và những thông tin thì anh đã thấy là người ta nói bà ấy còn bị người này người nọ cho uống thuốc này nọ, cho nên có lẽ không còn giữ được mình. Và nhiều khi nóng buộc miệng như thế, có thể đây là một người mắc bệnh rồi. Chẳng lẽ anh ăn thua đủ với một người mắc bệnh à? Bà xã tôi nói như thế thì tôi nhớ lại có những người đã gửi cho tôi những clip nói về bà Nguyễn Phương Hằng bị bệnh tâm lý, bệnh tâm thần vì nhiều lý do. Đúng, chẳng lẽ tôi lại đi ăn thua đủ với một người đang bị bệnh à, nhất là một phụ nữ như thế. À, quý vị thấy nó khốn nạn không? Nó khi nó ngừng mà nó đưa ra cái lý do như thế nha. À, cái đầu óc người ta không tỉnh táo, bây giờ hỏi đặt lên bàn cân đi nha, cái tầm của mày ở đâu, cái tầm của mày ở đâu, cái trình của mày ở đâu, mày đi vu khống người ta hết cái tội này tới cái tội kia. Cuối cùng là nó nói là người ta đầu óc không tỉnh táo. Nhưng mà cái tay này nó rất là nguy hiểm quý vị, nó có rất là nhiều bạn bè anh em trong cái hội của nó. Tôi đã xem được một cái clip là mấy anh em nó là
là ăn nhậu với nhau, là nhiều tên cũng đang làm YouTube nha, cũng đang hoạt động cái kiểu giống giống như nó đó. À, bởi cái diễn đàn 2016 hôm trước có lên một clip là anh chơi tôi, là anh chơi cái kiểu là một xoa nhưng mà nhiều đấm đó. Anh xoa tôi nhưng mà bạn anh đấm tôi đó, đúng chính xác quý vị. Đó, tôi cũng theo dõi cái tay Hoàng Duy Hùng này và qua những cái buổi tiệc này kia cái nọ có quen biết rất là nhiều người. Đó, và đặc biệt là cái khứa này đây. CEO Nguyễn Phương Hằng, những cái gì chị ta làm tốt thì mình nên biểu dương, tán dương. Còn những cái chuyện mà chị ta phát ngôn bừa bãi hay là xuyên tạc chụp mũ cho ai đó thì mọi người lên tiếng, đó là chuyện hết sức bình thường. Trong đó thì cũng có luật sư Hoàng Duy Hùng. Hoàng Duy Hùng cũng là mang tính chất, theo góc độ của mình nghĩ và bị vô hiểu á, thì cũng là chỉ là mang tính chất góp ý xây dựng trên tinh thần gọi là anh em với nhau thôi. Là một người con dân Việt, mặc dù Hoàng Duy Hùng hiện giờ là quốc tịch người Mỹ, nhưng trên tinh thần là con dân đất Việt. Thì có sự phản ứng từ phe của Nguyễn Phương Hằng là điều tất nhiên và bình thường, đó là không thể tránh khỏi. Nhưng mà có một số người lại phản ứng quá thái quá, và cũng có một số người lợi dụng vào hình ảnh của Hoàng Duy Hùng, và cũng có một số người đem ra lợi dụng những hình ảnh của Hoàng Duy Hùng trước đây chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàng Duy Hùng là một người đã từng chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam và an ninh Việt Nam cũng như cơ quan Việt Nam, người dân ai cũng biết cả chứ không phải là không. Nhưng khi anh ta đã trở về quê hương đất mẹ thì được nhà nước bảo hộ và nhà nước ủng hộ. Đó, cái khứa này tôi không biết cái kênh là gì nha. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là khứa này là cũng lên tiếng đồ này kia kia nọ về drama, về phân tích, về chị Hằng đồ các kiểu. Sao rồi khứa này toàn nói tốt cho khứa Hoàng Duy Hùng này. Đó, và cũng lên công kích bà Hằng cái kiểu y chang. Đó, bởi vậy sau cái clip của diễn đàn 2016 thì tôi mới tìm hiểu thử. Đó, thì ra là đây nè quý vị. Lên Mạnh Hùng về á, thì Vivo có đặt cái phòng này, nhưng lúc đó là kết nối bằng dài. Lúc đó ngân mình cũng chưa có bếp. Dạ. Cái bằng dài tại cái phòng bếp này. Và anh em mình lần đầu tiên gặp đó ở đây. Hôm đó có cả anh Lê Bảo nữa. Có đầy đủ Lê Bảo. Rồi có nhiều người lắm. Dạ. Anh Huy Vũ. Anh Huy Vũ nữa. Anh Lê. Dạ. Thì bây giờ đã là vào người thiên cổ rồi. Rồi. Thì đó đang cũng đó cũng là một cái kỷ niệm mà phải nói. Và anh là muốn là tổ chức ngay tại phòng này là để ghi nhớ tình cảm đó. Anh rất nhớ anh Lê Bảo nữa, anh rất nhớ những anh em ngay. À, cũng một ruột với nhau hết trơn. Ha. Đó, ăn nhậu chung với nhau, bạn bè tri kỷ anh em với nhau hết. Cho nên khi mà cái luận điệu của nó thì nó giống như là hai giọt nước vậy đó. Đó, thằng này nói làm sao thằng kia nói y như vậy. Và khi cái tay Hoàng Duy Hùng này nó ngưng á, thì cái tay này nó lại tiếp tục ha. À, cái tay này nó cứ kiểu như là thằng B mà thằng đỡ đó quý vị. À, thằng B thằng đỡ. Rồi thằng thì một thằng nhóm cái đích là thằng kia biết nhảy cái điệu gì rồi đó, cũng như nhau hết, nó không có ngừng đâu. Đó, không bao giờ nó ngừng nha quý vị. Đó, và đặc biệt Sơn Sàm cũng cập nhật cho tất cả quý vị một cái thông tin. Đó, rất là nhiều kẻ sắp tới phải dính cái tội 331 nha, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức. Lúc này bà Hằng bả không có rầm rộ như những cái đợt trước nữa đâu. Đó, những cái phát ngôn như là cái tay Hoàng Duy Hùng này là bà Hằng bả đủ cơ sở để bả kiện nha. Nó nói bà Hằng là lưu manh, là lương lẹo, là dàn dựng câu chuyện trong khi là chưa có một kết luận chính thức nào từ phía cơ quan chức năng, đúng không? Đó, nó nói như trúng rồi đó quý vị. Đó, và lần này thì quý vị mình yên tâm, sẽ có đơn kiện nha, sẽ có đơn kiện và 5 lá đơn rồi. Tôi nghĩ 99% là cái tay Hoàng Duy Hùng này cũng ăn một lá của chị Nguyễn Phương Hằng nha. Đó, tất cả những thông tin bây giờ chị Hằng đang cầm, đó, đang nắm, đó, và sẽ làm việc trực tiếp với luật sư Lễ. Luật sư Lễ sẽ là người tiến hành tất cả các cái thủ tục pháp lý nha. Đó, bà con mình cứ yên tâm, trong cuộc chiến này, đó, chị Hằng có tất cả những cái bằng chứng, có tất cả những cái dữ liệu, đó, thì chị mới lên tiếng như thế nha. Đó, sắp tới là câu chuyện của thần y, rồi câu chuyện của 36 lá đơn. Đó, chúng ta cứ chờ, cứ đợi nha. Rất là nhiều sự việc nó rất là ly kỳ. Rồi, cuối video clip thì như thường lệ, Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi, trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng. Tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó, thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó, thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó, thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm
phẩm giảm mỡ Onaka. Đây, giảm mỡ Onaka nha. Đó, sau một mùa xuân lại đến. Đó, thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký. Đó, mặt mọc ra nó full màn hình, cái mặt như cái bạc bàng, thấy không? Đó, thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy, đúng không? Thì đây, cái sản phẩm này là gì? Viên uống giảm mỡ Onaka, nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi, eo, mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 kg nha quý vị. Rồi thì một hộp này là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 kg nha quý vị, cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2.6 triệu, 2.6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA. Đây, cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị, những người nào bị mất ngủ nè, đó, bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp, chập chờn nè, đó, phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó, ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây, cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó, thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này, cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó, nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi, một hộp này 120 viên em bán 1.750.000, 1.750.000 nha. Ok. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo, sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản, dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha. Thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè, đó, đặc biệt cái này nó hỗ trợ về thận rất tốt, đông trùng hạ thảo. Rồi, một hộp 120 viên em bán 2.850.000, 2.850.000 nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi, kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, à, những người nào mà bị hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tai, tê chân nè, đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não, đó, thì đây, cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó cái tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não, đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xây vòng đó, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi, một hộp này 300 viên em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, 300 viên. Rồi, cái cuối cùng em xin giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc Komachi. Thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen đó. Có những người tóc bạc rất sớm, sơn sàm là không có bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy, hăm mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy, năm mấy bạc sớm đó. Thì do gì? Do cái máu mình xấu, thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong đó, nó làm nó lọc máu này đó, và nó làm nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình đó, áo quần một liệu trình 3 tháng chứ, một gói này uống một tháng nha, một liệu trình ba gói này là 3 tháng, thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu. Có người thì uống một liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng tới 2 liệu trình nha quý vị. Đó, sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì đó, dùng đều nha. Đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm gì nhộm đó. Thì đây, một liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2.400.000 nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha. Đó, gói này uống 1 tháng nè, 3 gói 3 tháng, 2.400.000 miễn ship. Rồi, ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình có thể tham khảo ha. Đó, các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng. Rồi, các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber. Còn các anh chị ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi, đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em, không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại trong video sau.